quay máy đỉnh nè, cái đầu băng tải là sát với cái đầu ghe luôn ha. Phía sau là có cái ghe nó đưa cái lái ra nữa nghe anh em, nước đang chảy xuôi mạnh lắm luôn. Lấy lái cần lấy xe lên chút. Có đụng hay sao kìa, đụng sao kìa. Ờ đúng rồi. Rồi, đưa cái mũi ra đây, đưa mũi ra đây. Đưa mũi ra. Mới mua ghe nghe anh em, chưa biết lái là gì luôn nha. Chú chờ con chút xíu. Rồi lấy hết lái vô đi, lấy hết lái vô đi. Rồi. Vừa vừa thôi, đừng lên ga máy. Đừng lên ga. Rồi lên ga đi. Rồi thì bây giờ là tới mình nghe anh em, gần 80 tấn ngang xong rồi là mình giờ mình cũng quay ra, nước còn chảy mạnh lắm nha. Hello anh em, thì hôm nay mình cho anh em xem cái chuyện mà lạ mà cũng có thiệt nha. Mấy anh em, hai cha con của anh em này mới mua ghe mà chưa có biết quay nha. Hồi đó là chưa biết chạy ghe luôn mà mua xuống là đi chuyến này chuyến thứ ba. Mấy chuyến trước vô đây nước chảy thì nhờ anh em người ta quay giùm, người ta lội lên. Bây giờ em nó tự chơi luôn. Lấy cần lấy xe lên chút. Có đụng hay sao kìa, đụng sao kìa. Ờ đúng rồi. Rồi, đưa cái mũi ra đây, đưa mũi ra đây. Đưa mũi ra đây. Chú chờ con chút xíu. Rồi lấy hết lái vô đi, lấy hết lái vô đi. Rồi. Vừa vừa thôi, đừng lên ga máy. Đừng lên ga. Rồi lên ga đi. Nhịp nhịp ra mạnh đại lên. Ừ hết trơn luôn chứ gì đâu mà mạnh lên. Ừ vậy đó, chưa qua nữa. Ừ mạnh lên đúng rồi đó. Mới mua ghe chạy được 3 chuyến gần nha anh em. Chạy chừng vài km à, mà không biết quay. Mấy chuyến trước thì mấy anh kia quay giùm, cái thầy này anh em nó để nó tự quay luôn. Rồi quay được thành công rồi ha. Ông này nãy giờ ông chạy cái ghe lại giật thịt à. Còn xong chạy lên mà để tấp vậy trời. Hồi đó giờ chưa biết đi ghe luôn, chỉ có làm công ty luôn. Làm công ty rồi về thấy bạn bè bán ghe rẻ rồi mua chạy, mới được có 3 chuyến à. Nói mà hôm nay chưa có đi đường xa được, mai mốt mà mới có đi đường xa được. Chạy tập trong này cho nó quen á anh em. Cũng tội nghiệp ha, mà chịu chơi á. Mà tập ở trong này thì rất là khó khăn nha. Thì clip này mình quay chỗ an cư cho anh em xem mấy chiếc ghe quay đầu mà đỉnh cho anh em coi ha. Nói chung là nước chảy cũng hơi bị nhiều. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like các ủng hộ kênh mình nha. Nè anh ghe sắt này quay đầu mới đỉnh nè. Cái đầu là kế băng tải luôn nha, cái mũi kế băng tải luôn nha. Rồi chiếc ghe đang lên gạo luôn. Rồi xe đằng đẳng là có chiếc ghe sắt nó đậu nó lên gạo anh em, mà nó đưa cái đuôi ra ngoài ha. Mà đang nước sôi luôn. Để coi anh quay. Máy là giữ máy luôn á.
quá dữ luôn. Giờ thấy chiếc ghe sắt quay nghe nè. Nãy trên kia không có chỗ quay, sụt xuống ha, giờ quay ha. Không biết quay hay sụt luôn đây, không biết. Rồi một lát mình xuống sông là gần 80 tấn mình quay luôn nghe anh em, nước còn chảy ha, mà mình quay luôn ra luôn ha. Để anh em theo dõi hết clip mình ha. Sụt luôn rồi, không có quay. Sụt luôn rồi. Rồi bây giờ là mình xong rồi nghe em, gần 80 tấn lúa ha, nhưng mà xuống ấy thì nó hơi cao, xuống vận tải nó hơi cao, thì bây giờ là mình cào xong rồi, bây giờ là mình cũng nước còn chảy ra nhưng mà mình cũng ra sớm nên đăng tài đó anh em, thì mình quay đầu luôn ha. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like các ủng hộ kênh mình nghe anh em, cũng cảm ơn anh em ủng hộ kênh mình trong thời gian qua ha. Nói chung là vô đây là lái hơi vất vả nha anh em. Vô đây là quay đầu hơi vất vả luôn, gặp mấy cái nước xuôi này là vất vả luôn. Cái anh trước này anh chỉ cho mình nè ha. Thank you.
Rồi mình quay ngon lành nha anh em. Anh em bây giờ là mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau nha. Bye bye.